Em tên Quỳnh, cưới chồng được 5 năm thì có một cô công chúa. Hai vợ chồng mua được căn hộ, cả nhà ba người sống ấm cúng. Đầu tháng 12 năm 2023, cô hàng xóm tên Trâm dọn đến căn hộ bên cạnh. Lúc đó em hơi bận, không biết chuyện có hàng xóm mới. Tới khi Thanh cứ lý nhí mãi tên Trâm, nói cô ấy vụng về hậu đậu. Nhìn cô ấy yếu ớt đủ kiểu, chê body này nọ cơ. Em nghe nhiều cũng để ý, em hỏi xin không thì bắt đầu bài ca vợ đẹp nhất. Cô ta bằng nửa gốc của vợ. Nịnh nọt ngọt quá nên em không đề phòng gì Trâm. Được nửa tháng em và Trâm gặp nhau nói chuyện rất nhiều. Em thấy Trâm lành tính với có người yêu rồi. Em tin tưởng coi như chị em. Chị em lộ mặt khi em dẫn con gái về ngoại chơi cuối tuần. Cuối năm Thanh chạy deadline nên không về chung với hai mẹ con. Em nhớ mãi tối ngày 6 tháng 1, con gái ngủ cùng ông bà thì lên cơn sốt. Em làm đủ thứ cho con nhưng không hạ sốt, đành đưa con đi cấp cứu. Em gấp rút điện Thanh mang bảo hiểm y tế cho con gái. Điện thoại không trả lời. Em coi camera bị mất kết nối. Em để con gái và mẹ một mình thì lo, phải nhờ Trâm qua nhà gọi Thanh. Lúc đó em dùng điện thoại của mẹ gọi Trâm, điện thoại em gọi chồng. Lúc Trâm nói chuyện, em nghe được tiếng chuông của điện thoại Thanh. Nhạc nền là do em cài, nghe một phát là em biết ngay. Đang nghi ngờ thì con gái khóc òa lên. Em vừa chăm con vừa suy. Được 15 phút thì Thanh quần áo xộc xệch chạy vào phòng bệnh, người toàn mồ hôi và nồng mùi nước hoa. Đang gấp không kịp nghỉ, điện thoại em đang sạc pin, phải mượn điện thoại chồng đóng tiền viện phí cho con. Thanh nhanh tay đưa điện thoại cho em không nói nhiều, cầm đi luôn. Đến lúc thanh toán mới nhận ra không phải là điện thoại chồng. Em ngẩn người tại chỗ, là điện thoại của Trâm. Hơn thế nữa, một loạt tin nhắn từ số điện thoại Thanh đến Trâm bảo cầm nhầm điện thoại, chứng tỏ Trâm biết mật khẩu điện thoại của Thanh. Nghĩ đến đây em không bình tĩnh được, liều một phen thử mật khẩu điện thoại Trâm bằng sinh nhật Thanh. Giá như nó không đúng, em hoàn toàn một lòng tin tưởng chồng. Nhưng chỉ một lần nó đã đúng. Điện thoại Trâm mở khóa là lúc tinh thần em sụp đổ. Em vào Messenger của Trâm, thấy nick của Thanh đang online. Trâm dùng nick của Thanh gửi 3 tấm ảnh có dấu hickey trên người Trâm. Em xem lịch sử ảnh, không chỉ duy nhất 3 tấm mà cả chục tấm. Thanh xóa bên nick anh ta để che mắt em. Giữ bình tĩnh, em về phòng lấy điện thoại mình chuyển tiền cho bệnh viện thì thấy Thanh ngủ. Em tìm thêm chứng cứ để chụp hết lại. Đang kiếm thì em thấy Trâm vừa gửi voice ngọt ngào cho bạn trai, xong lại gửi voice cho bạn thân bảo là đàn ông có vợ nó cuốn thật, vừa giàu tiền mà kinh nghiệm kích thước lại đầy đủ, không bù thằng bồ tao đáp ứng mỗi tiền. Đúng là đồng loại chơi với nhau. Con bé kia cũng đáp lại mấy câu đòi làm mẹ kế người khác, cưới người khác, cưới chồng đại gia một bước đổi đời. Em quay màn hình lại, nghe hết cuộc trò chuyện bỉ ổi. Trâm còn kể Thanh nói chán chê em, không còn cảm giác mới lạ. Ghi âm xong, lòng em chết lặng. Em nhanh tay tắt nguồn điện thoại của Trâm. Em vừa vào phòng thấy Thanh đã tỉnh ngủ. Em bình tĩnh, đưa điện thoại cho Thanh. Em cười nói điện thoại chắc hết pin, không bật lên được, phải lấy điện thoại em thanh toán viện phí. Thanh cầm điện thoại thì mặt hoảng, lắp liếm bảo hết pin. Bất ngờ em hỏi vừa đổi ốp điện thoại à. Thanh lúng túng, bao biện nói ốp kia hư nên đổi. Em giấu chuyện đấy cỡ 3 ngày, đợi con gái hết ốm, một tay em sẽ vạch trần cặp đôi này không cho đẻ trứng. Em canh me cuối tuần rủ Trâm đi siêu thị chung. Em nói mập mờ, hôm nay phải đưa con gái về ngoại gấp, ngày mai mới về. Em nhờ Trâm qua nhà đưa cho Thanh đồ cá nhân vừa mua. Sau đó em hẹn bạn trai của Trâm, người đang chu cấp tiền và mua căn hộ cho Trâm. Không dài dòng, có bao nhiêu chứng cứ ngoại tình và video em đưa cho anh ta xem hết. Lúc bạn trai Trâm còn sốc, em mở camera nhà ra xem thì không kết nối. Em biết trước, lắp hẳn camera mini riêng ở phòng ngủ và bếp. Bật trúng lúc hai người xếp hình trên bàn ăn, Trâm còn quyến rũ cắn môi cột tóc nhìn Thanh. Đúng là càng yêu, bị cắm sừng càng cay. Chưa gì hết bạn trai Trâm đã đập bàn rồi đi bắt gian. Em đưa chìa khóa cho anh ta cười khẩy. Chầu cà phê này chị mời. Chú mạnh tay tẩn thằng chồng chị ói luôn càng tốt. Chị canh cửa cho chú, yên tâm. Eo ơi, đứng bên ngoài nghe tiếng la hét năn nỉ mà xót chồng. Vui được một tí, mẹ chồng nghe em gọi điện đã lật đật chạy đến. Đứng ngoài nghe tiếng hét, bà đòi lao vào, em cũng không cản. Nhìn cảnh ba người trên giường, Thanh và anh bồ Trâm tẩn nhau. Trâm ôm mền, ngồi co trúm góc tường. Mẹ chồng đến túm tóc Trâm, sỉ vả cô ta là thứ vô học, loại gái không đạo đức. Em đứng ngoài phòng nhìn tất cả, đau lòng nhưng em phải thương bản thân em. Em đặt lên bàn giấy ly hôn, rời khỏi nhà trong đống lộn xộn. Mấy chị tin không, 9 giờ tối Thanh và bố mẹ chồng đến nhà xin lỗi. Họ đổ lỗi đứa con khờ dại, còn họ thì không biết dạy con. Nói em vì con gái tha thứ cho chồng. Em ngán ngẩm đuổi họ về. Con gái em không cần cha là kẻ vô đạo đức. Sau hôm đó bồ Trâm nhắn tin cảm ơn em. Nghe kể Trâm phải ngủ ngoài đường vì bồ cũ lấy lại căn hộ.
Thanh thương hại tình yêu nên trước về nhà cho ngủ nhờ. Bố mẹ chồng qua thấy được, bị bố chồng từ mặt. Bị từ mặt nên chức vị trong công ty từ voi xuống chó. Nhân viên công ty ghét Thanh từ lâu, bắt đầu tẩy chay. Trâm ăn bám quen thân, bây giờ phải sống ký sinh lên Thanh. Nhìn Thanh và Trâm sống còn tốt, em ăn Tết không có ngon thiệt. Sắp tới dịp 30 tháng 4 rồi, không biết mọi người có kế hoạch đi đâu, làm gì chưa? Gia đình tôi cũng đã có kế hoạch, chỉ có điều mỗi người lại có kế hoạch riêng. Mấy ngày trước khi tôi đang phơi quần áo, thì tôi loáng thoáng nghe được chồng bàn bạc với em trai rằng dịp 30 tháng 4 này hai vợ chồng tôi sẽ về nhà ít hôm rồi đưa mẹ lên Hà Nội ngay. Tôi không nói gì, tôi đợi chờ chồng sẽ bàn bạc với tôi. Đã là vợ chồng thì dẫu có chuyện gì xảy ra cũng nên bàn bạc đúng không? Ấy vậy mà chồng tôi im lặng tuyệt đối. Cho đến ngày hôm qua, anh bỗng dưng mở miệng. Anh bàn bạc với mấy người ở quê rồi, ngày mốt chúng ta về một ngày rồi quay trở lại Hà Nội luôn. Cả gia đình mình sẽ đưa mẹ đi thăm lăng bác. Trong lòng tôi giận dỗi anh không bàn bạc gì, tự ý quyết định tất cả. Hơn nữa mẹ tôi bệnh nặng, đã hơn một năm nay tôi chưa về thăm mẹ được một ngày nào. Việc chăm sóc mẹ toàn bộ do các chị tôi làm. Vừa chải tóc tôi vừa nói với chồng, anh và mọi người cứ đưa mẹ đi chơi vui vẻ. Dịp này em về ngoại chăm mẹ em mấy ngày. Anh vội vàng giật cây lược trong tay tôi, ánh mắt hằn học. Cô toan tính vừa thôi, mẹ tôi già rồi, cả đời lên Hà Nội được mấy lần mà cô bỏ về nhà ngoại. Trong lòng tôi rất tức giận. Mẹ tôi không già sao? Hơn nữa lúc này ắt hẳn bà cũng rất mong được thấy mặt đứa con gái út này. Tôi vẫn cố ra vẻ dịu dàng nói, anh bình tĩnh đã. Mẹ em ốm nặng cả năm nay, vợ chồng mình đã về thăm mẹ được ngày nào đâu. Nhân cơ hội được nghỉ dài ngày, về thăm mẹ vài ngày cho mẹ vui. Anh nghĩ coi, mẹ anh vẫn còn đi lại được, tinh thần minh mẫn, còn mẹ em thì... Anh nghe tôi nói vậy thì gào lên, từ giờ đến hết năm còn mấy dịp nghỉ lễ nữa, về khi nào trả được? Mẹ cô cũng có nhận ra cô nữa đâu. Nhưng lúc mẹ tôi đang còn khỏe, cô liệu mà đối xử cho phải đạo, đừng để người ta nhìn vào bảo dâu ghẻ. Nghe anh nói, khóe mắt tôi cay xè. Tôi kết hôn với anh mới 3 năm, tuổi tôi còn chưa tới 30, nhưng anh giờ đã ngấp nghé tuổi 50. Còn của anh với người vợ trước cũng đã tới tuổi vào cấp 3, bướng bỉnh khó chiều. 3 năm qua tôi chắc chiêu từng đồng, cố đi làm thêm để có tiền lo cho gia đình nội ngoại hai bên. Còn anh nghỉ mất sức, lương hưu để dành cho đứa con riêng ăn học, không có phụ được tôi đồng nào. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là 2 chữ dâu ghẻ. Tôi khóc, sau đó bắt Grab đến nhà bạn tôi chơi cho tĩnh tâm. Anh lại khủng bố điện thoại bằng một loạt tin nhắn khó nghe. Anh bảo, cô sợ tốn tiền chứ gì, đem hết tiền của cô mà về bên ngoại, lo cho mẹ của cô đi, thứ dâu như cô, nhà tôi chẳng cần. Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của tôi, bạn tôi tức tốc lấy điện thoại ra gọi cho chồng tôi. Trong lời nói của cô ấy, hàm ý trách móc anh quan tâm đến bên nhà anh, nhưng lại không quan tâm đến bên nhà vợ, bảo sao người vợ trước rời bỏ anh mà đi. Nếu anh còn nghĩ đến hạnh phúc gia đình, thì nên đến nhà tìm tôi xin lỗi và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Cô ấy nói rất nhiều, mà tôi chỉ có thể ngồi một bên nghe, không hề lên tiếng. Giọng cô ấy sang sảng đanh thép giống như một luật sư trên tòa, khiến tôi phần nào yên tâm hơn. Tôi nghĩ cô ấy có thể thuyết phục khiến chồng tôi suy nghĩ lại, có cái nhìn khác về chuyện này. Tranh thủ lúc hai người đang nói chuyện, tôi cũng liên lạc điện thoại với chị kế tôi. Nghe những lời khuyên nhủ của chị gái, trong lòng tôi xuất hiện nhiều suy nghĩ. Khi kết hôn thì tôi đã là người bên nhà chồng, có phải tôi nên làm mọi thứ để làm hài lòng bên nhà chồng không? Tôi có đang toan tính như lời chị gái và chồng tôi nói không? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên trong chuyện này với. Mình là nam 30 tuổi, ở một độ tuổi vững vàng sự nghiệp, chỉ cần có người thương là coi như trọn vẹn. Mình quen Vi tình cờ trong một lần lên bar uống rượu với bạn. Vi cao ráo, mảnh mai và ưa nhìn với mái tóc dài thướt tha, cùng nụ cười duyên dáng. Cô ấy mặc một chiếc váy trễ cổ, khiến cánh đàn ông xung quanh cứ chốc chốc lại phải liếc nhìn. Thú thật, nhìn Vi mình cũng thấy xao xuyến, và chẳng hiểu sao giữa cả tá đàn ông như vậy, Vi lại để mắt đến mình. Phát hiện Vi liếc nhìn mình đến lần thứ 5, cậu bạn liền đẩy mình đến làm quen với Vi. Sau này khi đã yêu nhau, Vi nói chính cái sự xấu hổ và ngượng ngùng của mình lúc ấy làm Vi ấn tượng. Cô ấy thấy mình đáng yêu, thành thật, không bốc mùi dục vọng như mấy gã đàn ông kia. Đêm đó mình và Vi nói chuyện rất nhiều, trước khi ra về còn trao đổi số điện thoại. Những ngày sau chúng mình liên lạc qua điện thoại, tuần đôi lần gặp nhau uống cà phê. Cứ thế hơn 1 tháng, Vi đột ngột hỏi mình, anh có thích em không? Mình gật đầu, Vi liền nhoẻn cười, vậy chúng mình làm người yêu của nhau đi.
Trần đời mình chưa thấy cô gái nào chủ động tới vậy. Mình thấy Vi khá thú vị và cũng có cảm tình với em, nên mình đồng ý. Thế là mình có bạn gái xinh xắn, thông minh mà không mất tí công sức nào. Chuyện tình của chúng mình cũng giống như bao cặp đôi khác. Ngày đi làm chỉ có thể nhắn tin gọi điện, chiều tan sở là mình đến đón Vi đi ăn, rồi dẫn nhau đi lòng vòng khắp phố phường. Những lúc ngồi sau xe, ôm chặt eo mình, Vi thường thủ thỉ: "Em hạnh phúc lắm, ước gì mọi thứ cứ mãi như thế này." Cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho mình thì mình xúc động vô cùng, tự nhủ với bản thân phải chăm sóc và bảo vệ cô ấy tốt hơn. Chúng mình yêu nhau được gần 2 tháng thì đến sinh nhật của Vi. Mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cô ấy ở nhà hàng sang trọng. Vi không mời ai đến hết, chỉ có hai chúng mình nâng ly với nhau trong không gian ấm cúng. Đêm khuya lại có hơi men trong người, mình đánh liều rủ Vi ngủ tạm ở khách sạn một đêm. Nhìn cô ấy đỏ mặt gật đầu mà lòng mình vui rộn ràng. Mình ôm Vi trong vòng tay mà hạnh phúc dâng trào. Vi là cô gái tốt, lại yêu mình như thế. Mình sẽ cưới em làm vợ. Chúng mình nhất định sẽ có một gia đình êm ấm cùng những đứa con xinh xắn như Vi vậy. Nghe chuông điện thoại của Vi vang lên trong túi xách, mình định gọi cô ấy dậy nghe máy. Nhưng nhìn Vi ngủ ngon quá, mình lại từ bỏ ý định. Mình nhổm dậy với lấy túi của bạn gái, định tắt chuông điện thoại đi cho đỡ ồn thôi, chứ mình không có thói quen nghe máy của người khác. Ngờ đâu lằng ngoằng thế nào mà mình rút ra được chứng minh thư của cô ấy trong đó. Nhìn lướt qua mình tưởng đó là giấy tờ tùy thân của ai, vì khuôn mặt lạ hoắc, nhưng rõ ràng là tên bạn gái mình, ngày tháng năm sinh cũng đúng rồi. Ảnh chân dung trên chứng minh thư lại là một người đàn ông, phần giới tính trên đó cũng ghi rõ ràng giới tính nam. Đầu óc mình mờ mịt chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Hay đây là chứng minh thư của anh em trai song sinh với Vi? Như sao tên lại giống hệt cô ấy? Mọi người cho mình ý kiến với, mình có nên hỏi thẳng em không? Mình cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Và e rằng nếu hỏi thẳng thì chuyện sẽ vỡ lở và mình sẽ suy sụp mất.